Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Và ngay sau đây là những thông tin mới nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Giá như họ biết điểm dừng. Quý vị thân mến, sau 18 tháng tạm giam, ngày 21 tháng 9, bị cáo Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, bị đưa ra tòa xét xử về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Theo dõi phiên tòa, nhiều người đã bất ngờ trước thái độ khá vui vẻ của bị cáo. Ở phần tranh luận, luật sư bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhiều lần nói rằng tại tòa, bà Hằng cười rất tươi, cho rằng bị cáo chưa ăn năn, hối lỗi. Trong khi đó, đứng ở bục khai báo của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo Hằng thừa nhận từng tổ chức 57 buổi livestream trên không gian mạng, phát ngôn có nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự của 10 cá nhân. Việc bị truy tố không oan, nhưng bị cáo cho rằng cáo trạng chưa chỉ ra nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của bị cáo, đề nghị hội đồng xét xử xem xét. Chủ tọa phiên tòa giải thích việc gì cũng có nguyên nhân và nguyên nhân của những lần sai phạm nối tiếp sai phạm của bị cáo đã được nêu rõ trong cáo trạng. Xuất phát từ việc bị cáo mong muốn một nghệ sĩ cùng lên tiếng vạch trần sự thật về một người xưng lương y, nhưng về nghệ sĩ kia im lặng, bị cáo đã bắt đầu các buổi livestream vạch tội giới nghệ sĩ. Dần dần, bị cáo trượt ra khỏi ranh giới, thông tin về những điều chưa được kiểm chứng để xúc phạm người khác. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng việc gì cũng có nguyên nhân. Thậm chí trong vụ án này, cơ quan giữ quyền công tố cũng thừa nhận bị cáo từng bị công kích bởi một số đương sự khác trong vụ án. Tuy nhiên, ai làm sai đã có pháp luật xử lý, bị cáo không được nhân danh công lý để tung hành theo ý mình. Nghe hội đồng xét xử phân tích, bị cáo Hằng đã dừng tranh cãi về vấn đề này. Giá mà lúc trước, bị cáo cũng biết điểm dừng khi được cơ quan chức năng nhắc nhở, cảnh báo thì đã không có ngày hôm nay. Không ít người tiếc cho bị cáo, một doanh nhân thành đạt, có nhiều đóng góp cho cộng đồng, được một số cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội công nhận. Quỹ mổ tim của bị cáo đã giúp giữ nhịp đập cho không ít những trái tim bệnh nhi nghèo, những bình oxy mà công ty bị cáo tặng miễn phí cho người dân trong thời gian dịch bệnh từng được trân quý biết bao nhiêu. Chủ cơ sở thẩm mỹ Mr. Lee hoạt động không phép thách thức thanh tra. Thưa quý vị, chiều ngày 22 tháng 9, đại diện Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngay sau khi nhận thông tin phản ánh của người dân, Thanh tra Sở đã phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện một cơ sở ngang nhiên hành nghề thẩm mỹ trái phép với các kỹ thuật can thiệp có xâm lấn tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, ngày 15 tháng 9, thông qua ứng dụng y tế trực tuyến và đơn phản ánh của người dân, Thanh tra Sở Y tế đã phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh, PC06, Phòng Y tế thành phố Thủ Đức, Ủy ban Nhân dân phường và Công an phường An Phú, thành phố Thủ Đức kiểm tra đột xuất tại căn nhà có biển Mr. Lee tại địa chỉ số 15 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, An Khánh, thành phố Thủ Đức. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện cơ sở này có trang bị một giường khám, tủ đựng trang thiết bị y tế cùng các dụng cụ tiêm filler và nhiều dụng cụ nâng mũi bằng chỉ như quảng cáo của cơ sở này trên mạng xã hội. Kiểm tra trang Facebook Thẩm mỹ Mr. Lee Bình Dương, Thanh tra Sở Y tế phát hiện Mr. Lee có đăng tải quảng cáo các dịch vụ thực hiện các kỹ thuật thẩm mỹ, có hình ảnh Mr. Lee đang thực hiện thẩm mỹ nâng mũi bằng chỉ và tiêm filler cho khách hàng. Cũng tại thời điểm đoàn kiểm tra đến, Mr. Lee vừa thực hiện xong kỹ thuật nâng mũi chỉ thẩm mỹ cho một khách hàng và đang tư vấn cho những khách hàng khác. Tuy nhiên, khi kiểm tra giấy tờ, Mr. Lee không xuất trình được bằng cấp chuyên môn, chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và các giấy tờ pháp lý về hoạt động thẩm mỹ. Mặc dù không chứng minh được bất kỳ một giấy tờ nào liên quan đến việc hành nghề thẩm mỹ, nhưng chủ cơ sở trái phép này là ông TTT vẫn khẳng định với đoàn kiểm tra đã học kỹ thuật này ở Hàn Quốc và cho rằng đã làm đúng. Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông tin thêm. Theo đó, Thanh tra Sở đã lập biên bản và yêu cầu ngưng ngay việc hành nghề thẩm mỹ trái phép, cũng như chấm dứt việc quảng cáo trái phép trên mạng xã hội. Thanh tra Sở đã mời đương sự đến để làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, qua hai lần mời, ông TTT, Mr. Lee không hợp tác và không chấp hành. Trước hành vi thách thức của ông TTT, Thanh tra Sở Y tế đã có văn bản gửi đến Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức và Công an thành phố Thủ Đức đề nghị phối hợp để xử lý nghiêm trường hợp này theo quy định của pháp luật. Thành phố Hồ Chí Minh mòn mỏi chờ Metro số 1. Kính thưa quý vị và các bạn, mới đây, Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết dự kiến tuyến Metro số 1 Bến Thành, Suối Tiên thi công xong cuối năm nay, hoàn tất đào tạo nhân viên vận hành tháng 6 năm 2024, chạy thương mại sau đó 1 tháng. Theo báo cáo tình hình triển khai dự án được Ban Quản lý Đường sắt đô thị, chủ đầu tư gửi Sở Giao thông Vận tải, toàn dự án đã thi công đạt hơn 96% khối lượng công việc với hơn 58 triệu giờ lao động an toàn. Hiện tại, phía đơn vị đang dồn lực cùng nhà thầu, tư vấn tiếp tục triển khai thi công phần khối lượng công việc còn lại để hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra. Chủ đầu tư đặt mục tiêu, từ nay đến tháng 1 năm 2024 sẽ dốc toàn lực cùng các nhà thầu và tư vấn thực hiện hoàn thiện hồ sơ chất lượng và phối hợp nhà thầu công tác nghiệm thu các gói thầu xây dựng. Đến tháng 2 năm 2024, hoàn thành công tác đào tạo do tư vấn NJPT thực hiện. Đến tháng 3 năm 2024 sẽ hoàn thành lắp đặt các hệ thống cơ điện, tiếp tục kiểm tra và khắc phục khiếm khuyết, hiệu chỉnh thiết bị, máy móc trong quá trình vận hành. Chủ đầu tư đặt mục tiêu giữa năm 2024 xây dựng xong 9 cầu bộ hành kết nối các ga trên cao của tuyến Metro số 1. Song song với đánh giá chứng nhận an toàn hệ thống và đào tạo lái tàu, nhân viên vận hành. Sau khi được các cơ quan quản lý chuyên ngành nghiệm thu hoàn thành dự án, tuyến tàu điện sẽ bắt đầu khai thác thương mại từ tháng 7 năm 2024. Theo phương án giá vé đi Metro số 1 đang được Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh lấy ý kiến, vé lượt sẽ áp dụng theo cự ly chuyến đi, thấp nhất 12.000 đồng nếu khách đi từ 5 km trở xuống, 14.000 đồng với lộ trình từ 5 đến 10 km, 16.000 đồng cho 10 đến 15 km và 18.000 đồng với cự ly 15 km trở lên. Vé tháng áp dụng chung 260.000 đồng. Ngoài ra, khách có thể mua vé 1 ngày hoặc 3 ngày, lần lượt được đề xuất 40.000 đồng và 90.000 đồng. Khởi công năm 2012, dự án Metro số 1 ban đầu có tổng mức đầu tư khoảng 17.388 tỷ đồng với toàn tuyến dài 19,7 km từ Bến Thành, quận 1 đến Depot, Long Bình, thành phố Thủ Đức, với 14 nhà ga, 3 ga ngầm và 11 ga trên cao. Dự kiến hoàn thành năm 2018 nhưng không đạt mục tiêu. Đến năm 2019, dự án phải điều chỉnh mức đầu tư lên thành 43.700 tỷ đồng và điều chỉnh mốc hoàn thành vào cuối năm 2021. Nhưng mục tiêu này cũng không đạt được. Phía chủ đầu tư chỉ ra những vướng mắc khiến dự án bị đình trệ, gồm ảnh hưởng của dịch COVID-19, chậm ký kết phụ lục hợp đồng số 19 của hợp đồng tư vấn chung, thiếu các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật và thủ tục liên quan đến đánh giá chứng nhận an toàn hệ thống, các khác biệt về hành lang pháp lý và một số vướng mắc còn tồn đọng kéo dài. Đến tháng 4 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố đã phê duyệt điều chỉnh dự án với thời gian hoàn thành cuối năm 2023. Thời gian kết thúc dự án từ năm 2024 đến 2028.